Rồi. Mình vào bài Listen and Read nhá, trang 63. Unit 7. My neighborhood. Listen and read. Hi. My name's Nam. Hello. Nice to meet you, Nam. Nice to meet you, Nam. I'm Na. Are you new around here? Yes, we've been here since last week. I'm sure you'll like this neighborhood. I hope so. How long have you lived here? Oh, we've lived here for about 10 years. You must know the area very well. I do. Is there a restaurant close by? My mother is too tired to cook tonight. There's one just around the corner. What is the food like? It's very good. We like to eat there. It serves Hue food, and the pancakes are delicious. You should try them. I will. Thanks. Ok chưa? Rồi, viết từ mới rồi lát đọc sau. Listen and read. Trang bao nhiêu? 763. Ok. Rồi, viết tiếp từ mới cho cô. Neighborhood, viết lại để viết họ hàng nhà nó. Neighborhood là danh từ khu vực lân cận hàng xóm. Viết vào. Chúng ta có họ hàng nhà nó là từ neighbor này, hoặc là con có thể viết là neighbor đều được. Đây là người hàng xóm. Neighbor là người hàng xóm. Chúng ta có area là danh từ khu vực. Chúng ta có từ close by, giới từ lân cận, gần hoặc là gần lân cận. Ráng mà dịch nhá, bởi cái này không đánh được dấu tiếng Việt. Chúng ta có từ corner, danh từ góc phố. Rồi, serve. Chúng ta có từ serve là phục vụ. Pancake, bánh xèo. Pancake, delicious, tính từ ngon. Delicious. Try something. Thử cái gì đó. Nha, yeah, thử cái gì đó. Thời. Around, xung quanh. Rồi, hết. Đây là toàn bộ từ vựng của cái phần đầu tiên đấy. Listen and read. Rồi, luyện viết một từ 5 dòng. Tập đọc và luyện viết. Được chưa? Và hôm nay trong cái bài này con học thì hiện tại hoàn thành. Hôm nay học hiện tại hoàn thành rất là
rất là hay đây. Ok chưa? Luyện viết nha. Luyện viết nha. Mình quay trở lại bài này. Neighborhood. Neighbor. Neighbor. Rear. Rear. Close by. Close by. Corner. Corner. Serve. Serve. Pancake. 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 Delicious. 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 Try something. Try something. Around. Around. Ok, chúng ta quay trở lại bài. Chúng ta nghe máy nó đọc lại một lượt. Unit 7. My neighborhood. Listen and read. Hi, my name's Nam. Hello, nice to meet you, Nam. I'm Na. Are you new around here? Yes, we've been here since last week. I'm sure you'll like this neighborhood. I hope so. How long have you lived here? Oh, we've lived here for about 10 years. You must know the area very well. I do. Is there a restaurant close by? My mother is too tired to cook tonight. There's one just around the corner. What is the food like? It's very good. We like to eat there. It serves Hue food, and the pancakes are delicious. You should try them. I will. Thanks. Rồi, chúng ta tiếp Unit 7. Cái gì? Nào, mình dịch bài. Hi, my name's Nam. Nam nó thấy gái đẹp, nó nhảy ra nó chào. Xin chào, tên của mình là Nam. Con nhỏ kia nói mà không mặn mà lắm, nãy nghe thấy không? Hi, Na. Hello, nice to meet you, Nam. I'm Na. Xin chào, rất vui được gặp bạn Nam. Mình là Na. Are you new around here? Bạn là người mới đến đây à? Yes. We've been here since last week. Con thấy thì đây đây. Hiện tại hoàn thành là thấy chưa? Have I hết đọc được cột 3 là thấy chưa? Chuẩn bị học các thì hiện tại hoàn thành cho cô. Đấy, không biết gì hết, lát nào học, bữa sau học. Chúng tôi đừng đổ máy tính. Chúng tôi đã đến đây từ tuần trước. Nó mới chuyển tới khoa tuần ạ. I'm sure you will like this neighborhood. Tôi chắc rằng bạn sẽ thích cái khu vực này. I hope so. Mình cũng thích, mình cũng nghĩ thế, mình cũng hy vọng thế. How long have you lived there? Live here? Bạn đã ở đây bao lâu rồi? Bạn đã sống ở đây bao lâu rồi? Oh, we live here for about 10 years. Chúng tôi đã sống ở đây 10 năm rồi. You must know area very well. Chắc hẳn là bạn biết khu vực này rất là nhiều. I do, đúng rồi. Is there a restaurant close by? Có một nhà hàng nào gần đây không? My mother is too tired to cook tonight. Tối nay mẹ mình mệt quá, không nấu ăn được. Thấy cấu trúc mới chưa? To cộng A giờ G cộng với to infinity. Quá đến nỗi không làm gì được chứ. Rồi, quá mệt đến nỗi không nấu ăn được vào tối nay. There is one just around the corner. There is one just around the corner. Lát nữa vẫn còn có một cái. Còn có một cái ở cái góc, góc phố. What is the food like? What is the food like? What is the food like? Đồ ăn thì như thế nào? Là như thế nào? It's very good. Nó rất là ngon. I like to eat there. Ngã kìa trời ơi. Tỉnh nó thôi. Lộ cái cổ, gãy cái cổ của người. I like to eat there. Tôi thích ăn ở, chúng tôi thích ăn đó. Nó phục vụ món Huế như thế nào? Nó phục vụ món Huế và bánh xèo rất ngon. Bạn nên thử chúng. Tôi sẽ thử, cảm ơn nhé. Rồi, hết bài, xuống đây. Thực hành đoạn hội thoại với bạn của bạn. Rồi, lên trường tuyển một đứa bạn thân đọc với nó. Câu 2. Complete the sentences. Hoàn thành câu, sử dụng những từ trong đoạn hội thoại, dialogue, đoạn hội thoại. Na, na gì? Na gì? Với cái khu vực sống này, na như thế nào? New, na thì mới. Với cái khu vực sống này, cô ấy và gia đình cô ấy đến. Đến gì? Lúc nào? Đến vào hồi nào? Thời gian nào? Last week ghi vào. Last week. Câu tiếp theo. Mẹ của Na thì rất là Tired. Rồi. Có một cái gì ở trong khu vực? Có một cái gì? Có một cái gì? Có một cái gì trong khu vực? Có một cái gì? Một cái restaurant.
Nhà hàng. Có một cái restaurant trong khu vực này. Một cái nhà hàng. Xịn sò. Một cái nhà hàng rất là to bé. Nhà hàng này phục vụ đồ ăn từ đâu? Huế. Huế. Từ Huế. Rồi. À, Nam nghĩ rằng cái gì rất là ngon? Tasty là ngon đó con. Ngon đó. Vậy là cái gì ngon? Pancakes. Bánh xèo. Pancakes. Pancakes rất là ngon. Ok. Và chúng ta xong cái phần listen and read nha. Chúng ta sang phần speak. Sang phần speak. Ok.